giải. Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất, Phật Lịch 2549-2005 Duy Thức Tam Thập Tụng Âm Hán Một do giả thuyết ngã Pháp Hữu chủng chủng tướng chuyển Bị y thức sở biến Thử năng biến Duy Tam Hai vị, dị Thục tư lương tập liễu biệt cảnh thức Sơ A à lại gia thức Dị thuộc, nhất thiết chủng ba bất khả tri chấp thọ xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư tương ưng duy xả tho bốn thị vô phú vô ký xúc đẳng diệt như thị hằng chuyển như bộc lưu a à la hán vị xã năm thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na y bỉ chuyển duyên bỉ tư lương vi tánh tướng Sáu, Tứ phiền não thường câu Vị, ngã si, ngã kiến Tinh ngã mạng, ngã ái Cập giữ xúc đẳng câu 7. Hữu phú vô ký nhiếp Tùy sở sanh sở hệ A-la-hán, diệt định Xuất thế đạo vô hữu Tám, Thứ đệ tam năng biến Sai biệt hữu lục chủng Liệu cảnh vi tánh tướng Thiện, bất thiện câu phi 9. Thử tâm sở biến hành biệt cảnh thiện phiền não tùy phiền não bất định giai tam thọ tương ưng mười sơ biến hành xúc đẳng thứ biệt cảnh vị dục thắng giải niệm định huệ sở duyên sự bất đồng mười một thiện vị tính tàm quý vô tham đẳng tam căn cần an bất phóng nhật hành xả tập bất hại mười hai phiền não vị tham sân si mạng nghi ác kiến tùy phiền não vị phẫn hận phú não tật sang mười ba cuốn xỉm giữ hại kiêu vô tàm cặp vô quý trạo cử giữ hôn trầm bất tính tinh giải đãi mười bốn phóng dật cập thất niệm tán loạn bất chánh tri bất định vị hối miên tầm tứ nhị các nhị mười lăm kỳ chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như đào ba y thủy mười sáu ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên cặp vô tâm nhị định thùy miên giữ mùng tuyệt mười bảy thì chư thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thử bỉ giai vô cố nhất thiết duy thức 18. Do nhất thiết chủng thức Như thị như thị biến Dĩ triển chuyển, chuyển lực cố Bỉ bỉ phân biệt sanh 19. Do chư nghiệp tập khí Nhị thủ tập khí câu Tiền dị thục ký tận Phục sanh dư dị thục 20. Do bỉ bị, bị biến kế Biến kế chủng chủng vật Thử biến kế sở chấp Tự tánh vô sở hữu 21. Y tha khởi tự tánh Phân biệt duyên sở sanh Viên thành thật ư bỉ Thường viễn ly tiền tánh 22. Cố thử giữ y tha Phi dị phi bất dị Như vô thường đẳng tánh Phi bất kiến thử bỉ 23. Tức y thử tam tánh Lập bỉ tam vô tánh Cố Phật mật ý thuyết Nhất thiết pháp vô tánh 24. Sơ tức tướng vô tánh Thứ vô tự nhiên tánh hậu do viễn ly tiền. Sở chấp ngã pháp tánh. 25. Thử chư pháp thắng nghĩa. Diệt tức thị chân như. Thường như kỳ tánh cố. Tức duy thức thật tánh. 26. Nải chí vị khởi thức. Cầu trụ duy thức tánh. Ư nhị thủ tùy miên. Do vị năng phục diệt. 27. Hiện tiền lập thiểu vật. Vị thị duy thức tánh. Dĩ hữu sở đắc cố thật trụ duy thức 28. Nhược thời ư sở duyên Trí đô vô sở đắc Nhĩ thời trụ duy thức Ly nhị thủ tương cố 29. Vô đắc bất tương nghi Thị xuất thế gian trí Xã nhị thô trọng cố Tiện chứng đắc chuyển y 30 Thử tức vô lậu giới Bất tương nghi thiện thường An lạc giải thoát thân Đại mâu ni danh pháp